Trong lúc đó phòng của Luke, Jay nói rằng quan trọng là phải thử. Chả phải cứ lao vào không suy nghĩ là hành động ngu dốt hay sao? Anh cố gắng tìm cách để có thiện cảm với Nadia. Nhưng trong đầu lại nghĩ như đang chiến tranh vậy, như là thông tin quan trọng hơn, bất cứ điều gì trong trận chiến và quyết định thắng hay là bại. Thông tin chính xác về nắm bắt được chiến lược của quân mình. Rồi Luke cũng nhận ra điều đó đúng là chết tiệt. Anh hả giận bằng một nắm đấm mạnh mẽ đến mức vỡ cả cái bàn. Thấy thế bà Anna nói, nắm đấm còn cứng hơn đá nữa, quả là dữ dội. Ngài định phá cả dinh thự và xây mới đúng không? Luke bảo là vì sự việc quá nghiêm trọng nên mới vậy, nếu ngày mai mà không có thợ cắt tóc thì ta sẽ tự mình giải quyết. Anh bực bội hứa là sẽ dứt bộ râu này ra và triệt nó đi luôn. Luke càng ngày càng lo lắng, vì đã để Nadia một mình được cỡ một tháng rồi, cần cạo râu đi thì liệu có còn sợ mình không? Anh sợ Nadia đánh mất tinh thần ở trước mặt anh, sợ Nadia lại trở nên khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể ngã xuống không còn chút sức lực. Đang suy tư thì Jay đến gõ cửa, ngài đã ngủ chưa ạ? Luke trở nên giận dữ quát lớn, cậu đã ở đâu mà giờ mới mò đến hả? Cậu nói sẽ mang thợ cắt tóc giỏi đến cơ mà. Rốt cuộc là cậu định bắt tôi phải chờ đến khi nào đây? Hùng vùng hồ hồ mở cửa ra thì hết hồn con trồn. Vì trước mắt anh không chỉ có Jay, mà còn có vợ anh là Nadia. Cô bảo em là người đã kết hôn cùng với ngài. Tên em là Nadia. Sau khi chào hỏi xong thì bước vào phòng và rất ngạc nhiên, vì ở đây khác xa với phòng cô ở rất nhiều. Cảm giác giản đơn hơn thì phải. Luke gọi Nadia. Dù đây không phải là nơi phù hợp cho lắm nhưng hãy ngồi xuống và nói chuyện. Nadia vẫn còn hồi hộp, cô lắp bắp, phải nói chuyện, chúng ta cần phải nói chuyện. Không biết vì sao khi gặp nhau rồi thì lại thấy căng thẳng. Và cô cũng không biết nói gì bây giờ. Thì Luke lại hỏi em có muốn uống một ly không Nadia? Luke nâng chai rượu lên, mặc dù rượu có hơi mạnh để em uống, nhưng đây là tất cả những gì mà ta có ở đây. Nadia vui vẻ đồng ý, vì cô cũng khát đến khô hết cả cổ họng rồi. Nhưng mới là một ngụm đã phụt ra rồi. Luke giận dữ vì thấy sót, ta sẽ gọi người ít nhất cũng phải để họ mang nước đến. Nadia lại bảo là không sao, chỉ là em có hơi ngạc nhiên mà thôi. Cô tự trấn an, bụng mình nóng phừng phực, dù vậy cũng khiến mình giải tỏa được căng thẳng rồi. Và thế cô nâng ly rượu lên và uống một hơi không để lại một giọt nào. Cô mạnh dạn nói, em muốn nói chuyện trực tiếp với ngài nên đã đến đây. Lẽ ra em phải tìm gặp ngài sớm hơn, thế nhưng em không nghĩ là mình có thể. Em muốn xin lỗi vì sự vô lễ của em ngày hôm đó. Luke luống cuốn, em không có gì cần phải xin lỗi cả đâu. Nadia ngập ngừng, nhưng em đã ngất xỉu ngày đêm tân hôn. Vậy nên ngài mới tức giận. Lúc đó em đã chuẩn bị rất nhiều cho đám cưới. Vì gặp quá nhiều khách nên em sinh ra căng thẳng. Thực sự không phải vì em sợ ngài nên mới vậy đâu. Em xin lỗi. Ngài đừng giận nữa mà. Luke bảo ta thật sự không có giận gì đâu. Nếu vậy thì tại sao suốt thời gian vừa qua? Chưa nói dứt câu thì Luke quay mặt đi vì không biết nói sao cho Nadia hiểu. Còn Nadia lại lo lắng, làm sao đây, hình như công tước thực sự hoàn toàn đã chán ghét mình rồi. Cô bảo Luke rằng ngài có thể nói thẳng ra. Cứ nói rằng là ngài ghét em nên mới không muốn thấy mặt em. Nhưng ngài đã đến phòng ngủ của em mà trong khi em chưa hề chuẩn bị gì hết. Luke không muốn vợ mình ngày càng hiểu lầm chồng chất. Anh bảo không phải vậy đâu, dù có chuyện gì đi nữa thì ta cũng không ghét em. Nadia lại tự trách bản thân, nhưng với tư cách là một cô dâu, em đã làm ra những hành động vô cùng đáng xấu hổ. Cô khóc nấc lên và hỏi, ngài có hối hận vì đã chọn em không? Mọi người đều nói, ngài không quan trọng cô dâu là ai hết. Chỉ cần kết hôn là được, nên việc chọn và kết hôn với ai cũng không quan trọng. Luke bảo không phải vậy đâu Nadia. Vì ta muốn em. Vì là em nên ta mới cầu hôn. Cô ngạc nhiên hỏi, vậy thì ngài là chồng em. Vậy sao ngài lại để em một mình thế chứ? Ngài nói là mình không có giận gì hết. Nếu ngài nói không có gì phải xin lỗi thì sao ngài làm vậy? Em đã tưởng rằng ngài muốn ly hôn với em. Luke nói như hét lên cho tất cả mọi người biết. Tuyệt đối không có chuyện ly hôn. Rồi Luke nhẹ nhàng nói Nadia, ta xin lỗi vì đã khiến em cô đơn suốt quãng thời gian vừa qua. Ta có cảm giác như là em đang sợ ta. Ta muốn cho em thời gian để bình tĩnh lại. Ta thậm chí còn chưa tính đến chuyện ly hôn. Ta cũng không có giận gì. Anh lau nhẹ nước mắt trên mặt cô. Nếu có xin lỗi thì người đó nên là ta mới phải. Nadia lại cảm thấy cái chạm này có phần quen thuộc. Đó không phải là mơ. Cô thắc mắc hỏi không biết là ngài đã từng đến phòng em chưa? Luke cho biết là ta từng đến khi em bị bệnh nặng. Ta không thể để em một mình khi ốm được. Ta xin lỗi nếu có thất lễ. Nghe vậy cô nắm lấy bàn tay của Luke. Đó không phải là mơ. Thay khăn suốt cả đêm, thì ra người ở bên cạnh chính là công tước. Vì mình là vợ của công tước. Vì mình, nên ngài ấy đã chăm sóc cho mình hết lòng. Đang nghĩ thì Luke gọi làm cô có vẻ giật mình. Hãy gọi ta là Luke, nếu như em đã nói giờ đây chúng ta là vợ chồng. Nếu em để bình tĩnh rồi giờ quay về thì thế nào? Vì đêm cũng đã khuya rồi. Cô lại nắm lấy tay của Luke và hỏi, nhất định phải quay về sao? Nếu đã là vợ chồng, chúng ta nên dùng chung một phòng ngủ. Video xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé.